Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mẹ mình với mình sẽ dồn hủ qua để hầm. Mẹ, cái thịt này mình bỏ cái gì với cái gì vô nè? Thịt heo với cái này là người ta làm, ta có không có dịch thì người ta đi mua cá thác lát với thịt với cá, cái gì mình dẹp tầm lại vô. Còn giờ mùa dịch rồi mình lấy cá cá cha bè, cá cha bè là bằng cá cha bè với thịt heo, nguyên liệu thì tiêu, hành, đường, mỡ tỏi, ngọt, tỏi, dầu xí đều vô. Là cái này là mình đem bỏ vô chung hết luôn các bạn. Bỏ vô chung. Xong rồi trộn đều dịch lên, hộp vịt nữa, hoặc là hộp gà cũng được. Xong rồi nhồi giống như mẹ mình là đánh nè, đánh lên cho một hồi là nó dai. Mẹ mình đặt gì nè? Có khi nào văng ra ngoài không mẹ? Chuyên nghiệp. À, không biết người ta ăn thì như thế nào nhưng mà riêng mình á thì mẹ mình làm cái món hủ qua này rất là ngon, với lại cà ri, hủ qua cà ri với lại cái món mà thịt kho kho khô khô mặn mặn á các bạn, với lại thịt kho rượu đó, là mẹ mình làm mấy món đó mình thích ăn lắm. Cái bây giờ thịt nó dai nè, nó có đàn hồi nè. Đây là các bạn, mình sẽ bóc lên cho các bạn coi nè, dài lắm. Đàn hồi. Cái này dồn vô xong rồi á, giờ đem đi hầm là sẽ dai lắm. Bây giờ mình sẽ dồn cho các bạn coi nha. Hồi xưa á, mẹ mình là làm cái này là mình hay phái thích móc cái cá hủ qua này đó, lấy cái muỗng đó các bạn móc. Mà hồi đó là cứ canh tới dồn hủ qua là đi móc cái cá hủ qua rồi. Tha nước mắm vô rồi các bạn, tha nước mắm vô cái đầu này nè cho nó, khi mà mình hầm lên á là nó không có bị lòi cái cục thịt ra. Mình cũng hiểu tại sao nữa. Mình chỉ dai. Mình chỉ biết nước mắm cho nó dai. Nước mắm cho nó dai. Mình chỉ biết là khi mà mình dồn xong á thì mình lấy nước mắm mình tha lên cái đầu cho nó đừng có hầm lên, đừng có xì ra thôi. Mẹ ngày xưa bà ngoại còn sống có làm đó mẹ. Ngoại làm hoài gì? Làm đủ thứ là anh làm cho ăn xong rồi chứ đâu có mua, đợi giờ hở mua hả mua chứ hồi xưa làm ăn mà mình làm ngon hơn đó mẹ, làm phải ngon hơn rồi chợ ta bán rồi, mình làm đủ gia vị đậm đà, đủ gia vị đậm đà rồi phải ngon hơn nữa. Mà sao ai cũng biết bà ngoại, có mình con biết bà ngoại, bà nội cũng không biết luôn. Mình không biết bà ngoại, cũng chẳng biết bà nội luôn. Tại vì bà ngoại với bà nội mất sớm. Tha vô nè các bạn. Cháy mỡ tỏi, hành tiêu cho nhiều, cho nó nhiều nó đậm đà. Mà tiêu nhiều nó thơm nha mẹ. Tiêu nhiều. Các bạn biết sao không? Cái con cá lồng tông ở dưới quê mình đó các bạn, là bầm ra làm chả dai mà ngon lắm luôn á. Hoặc là cái con cá cha bè đó, cá cha bè các bạn lấy cái thịt cá xong rồi xay nhuyễn chung với thịt cũng dai lắm luôn. Chưa có ai làm bằng cá cha bè này đâu, ít lắm, chỉ có một số người. Tại vì ít người người ta làm á, chủ yếu là thường thì người ta sẽ làm bằng cá thác lát, có làm bán bệnh chứ nó làm ăn không biết làm. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái này nè, mình làm bằng cá cha nè, nó dai nhách luôn rồi, nó bóng lưỡng, nó không có dính luôn rồi các bạn. Nè, phải quét nè, không có dính tay luôn nè. Mẹ mình đó thì ở nhà mình ai cũng thích ăn hủ qua hết, nhà lúc nào cũng dồn lòng một lỗ giống như là làm đá. Nhà 5 người mà thêm một cái thằng bé nữa mà ăn một gỗ hủ qua phe mắc cỡ các mẹ. Ăn nhiều phe à, ăn nhiều phe mắc cỡ các bạn, mà ăn nhiều với phe cũng có sức làm chứ không ăn sức đâu à. Hồi cái hủ qua này là hôm qua là mình đi hái nè, để hôm sau á mình sẽ quay cho các bạn coi lúc mà mình cắt hủ qua, tại vì cái đợt này á trái nó chưa có nhiều. Sao
cắt được hai đợt rồi. À, đợt sau á mình sẽ quay cho các bạn coi trái nhiều lắm. Mẹ mẹ giấu bớt bớt đi mẹ. Nhiều quá giấu bớt bớt. Nhà ăn rồi. Món này nè. Nhà mình ai cũng thích. Rồi mà nói chung nhà mình ăn rau nhiều lắm. Tất cả các loại rau, miễn rau là ăn nhiều, thịt cá thì không có ăn bao nhiêu, nhưng mà rau thì ăn rất là nhiều. Thơm không? Hết không có tanh gì chứ các bạn. À, mà các bạn làm thử đi, cái này là bằng cá cha bè đó. Mà mình trộn với thịt, mà mình ớt vô mình làm nó thơm lắm. Mẹ mà con cá cha bè mình làm sao biết con này cá cha bè cá cha hầm mẹ? Cá cha bè nó trắng mà cái đuôi nó đỏ. Cá cha hầm đen thui rồi cái đuôi nó đâu có đỏ đâu. Mà cái thịt nó vàng. Ừ. Còn con cá cha bè thịt trắng đúng không? Mỡ trắng, thịt cũng trắng. Mà con cá cha hầm á thì mỡ vàng. Cá này cho ăn thiên nhiên nè. Thịt không cũng vàng. Ăn luôn. Mà màu đen. Cá nhà luôn. Cái này mùa dịch ở nhà sau nhà mình có cái hầm á, thả cá phi rồi cá cha bè xuống, nhưng mà không có nuôi bằng là thức ăn á các bạn, nuôi ít ít rồi với lại hái rau muống rồi này kia cho nó ăn thêm á, nên cá này không có, cũng không có hôi. Bắt rau mà rộng hết mà cá khác rồi đem vô ăn. Mẹ con giòn cái trái này nó mập uống nuôi thịt luôn. Mở ra cái nó lòi ra. Các bạn giòn mập uống nuôi thịt luôn nè. Giòn mấy trái này nè, thịt mới nhiều. Nhiều được nha, khỏi cắt thêm. Thôi nhiều được rồi mẹ. Bữa sau ăn làm tiếp. Nhiều quá thêm. Làm nhiều quá ngán, thế rồi sao hết ăn nổi luôn. À, các bạn biết sao dịch ở nhà toàn là làm đồ ăn không à, ăn riết ai cũng muốn ù á. Rau cả nhà mình á, dịch cha mình trồng rau nhóc đủ thứ loại rau, mà mình á thì thích ăn rau mà thấy nhiều quá là ăn không nổi nhé. Mà mình ăn riết là bữa nay mình cũng ú ù, mẹ mình cũng ú ù luôn. Ăn nói chung lên ký. Nhà ai cũng ú ù hết. Mình qua mùa dịch này lên ký. Chỉ có thằng em trai là nó không có ú thôi à. Tại vì biết sao không? Nó có người yêu là nhắn tin không à. Nhưng nó không có đồ ăn nên nó ốm. Còn mình là mình ăn thả ra luôn. Ăn không ngừng nghỉ. Với lại mình cũng không có giảm cân các bạn. Giống kiểu như là có là cứ ăn tới không có, nhưng mà tới khi nào thấy ú á thì là thấy biết ú vậy thôi, nhưng mà tới thấy là cũng ăn nữa, không kiềm chế được. Giả đi cắt bỏ rồi giả ra gãy cắt bỏ rồi đen đi cắt cỏ rồi. Ủa cái máy cắt cỏ ở đây mà cắt rồi rồi vô rồi. Thấy đi vô rồi. Sao nó nghe nó thấy hình như nước ngấp quá gì á. Cái này ngon đó các bạn. Mình nghỉ hầm xong ăn chắc được. Mấy ngày nay làm cái sơ sơ không có món gì đâu. Chị đi giặt vắt. Vắt đâu? Giặt vắt đi. Đây. Cáu ơi. Thôi mẹ con mình làm công sức xong rồi nha các bạn. Các bạn nhớ xem video và nhớ đăng ký kênh với lại like kênh, hoặc là có gì thì bình luận ở dưới video dùm cho mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, chào tạm biệt.